Ping pong. Hỏi bói. Hỏi bói. Surprise nhé. Hôm nay là lễ Halloween. Ping pong sẽ tham gia bữa tiệc Halloween cùng gia đình cá mập. Ping pong lặn xuống biển nè. Nhưng không thấy gia đình cá mập đâu cả. Hả? Mọi người đâu cả rồi? Cá mập con, bạn đâu rồi? Người đang tìm gia đình cá mập đúng không? Nhưng rất tiếc, ta đã dùng phép thuật nhốt gia đình cá mập vào lâu đài ma quái rồi. Đi mà tìm họ. Nếu tìm được, ta sẽ thả họ ra và cho người kho báu. Còn nếu không, ta sẽ nhốt cả người luôn. Giúp với Ping Pong ơi, các bạn ơi. Ôi không, đáng sợ quá. Các bạn hãy cùng nhau giúp Ping Pong đi tìm gia đình cá mập nha. Tìm cá mập ba nào. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ba nè. Và hãy nhớ chứ tôi ba cá mập là đuôi màu xanh. Phải ở đây không ta? Chào Ping Pong. Chào các bạn. Các người không sợ ma cà rồng sao? Nếu người chạm vào ta lần nữa, người sẽ gặp rắc rối đó. Ôi không, là ma cà rồng. Các bạn, cùng nhau tìm lại nào. Cá mập ba ơi, ra đây nào. Tôi không phải cá mập ba. Là một chú hề. Phải ở đây không ta? Chính xác là tôi, cá mập ba đây. Cảm ơn vì đã tìm tôi nha. Nào bạn ơi, đến chơi Halloween với cá mập ba. Cùng tìm tiếp cá mập mẹ nhé. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Xem cá mập mẹ đâu rồi. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập mẹ là đuôi màu hồng nha. Nhìn kia, mình thấy chiếc đuôi màu hồng. Chắc là cá mập mẹ đấy. Peekaboo, bị ta lừa rồi. Ôi, là một chú dơi. Cùng nhau tìm lại nào. Có cái đuôi màu hồng kìa. Đuôi còn lại cũng màu hồng nhưng có sọc vàng. Đâu mới là cá mập mẹ? Đây ư? Cùng gọi cá mập mẹ ra nào. Cá mập mẹ ơi! Bị nhốt ở đây thật là khó chịu. Cảm ơn đã tìm thấy tôi. Nào bạn ơi, đến chơi Halloween với cá mập mẹ nha. Đuôi của ai đây? À ha, là viên kẹo. Ồ, là kẹo của ta. Ôi, một bộ xương. Chạy nhanh nào. Cùng tìm tiếp cá mập bà nhé. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Xem cá mập bà đâu rồi. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Thấy cá mập bà rồi. Tốt lắm, ta đang chán đây. Cùng chơi đùa một chút nào.
lại biến thành bộ xương mất rồi. Ping Pong, bạn có sao không? Mau đi tìm cá mập bà để nhờ giúp đỡ nào. Đuôi màu cam của cá mập bà là... Đây! Tìm được ta rồi, giỏi lắm. Đừng lo Ping Pong, bà sẽ giúp cháu trở lại bình thường. Wow, trở lại bình thường rồi. Cảm ơn cá mập bà. Cảm ơn cháu nhiều. Nào bạn ơi đến chơi Halloween với cá mập bà nha. Nào cùng nhau tìm cá mập ong nhé. Này bạn ơi hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ong nè. Và màu xanh lá cây đó chính là đuôi của cá mập ong. À, có gì động đậy bên trên kìa. Là ai đây? À, kẹo hay bị kẹo? Các người muốn ăn kẹo không? Wow, kẹo! Cảm ơn ngài cướp biển. Cá mập ong ở đâu nhỉ? Mình thấy cái đuôi xanh lá kìa. Phải đuôi cá mập ong không nhỉ? Tôi là quái vật. Ping Pong, có một xác sống phía sau bạn kìa. Hả? Xác sống? Ở đâu? À, sợ quá. Tìm cá mập ong nhanh nào. Cá mập ong ở... đây. Các cháu chắc là sợ lắm khi đến đây phải không? Cảm ơn rất nhiều. Nào bạn ơi đến chơi Halloween với cá mập ong. Nào còn ai chúng ta chưa tìm ra nhỉ? Các bạn ơi tìm mình nhanh lên, mình sợ quá. Tìm cá mập con nhanh nào. Này bạn ơi hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập con nè. Và nhớ chiếc đuôi của bé con là đuôi màu vàng nha. Các bạn có nhìn thấy không? Có đến hai cá mập con. Có chuyện gì vậy? Nhìn này, ai mới là cá mập con thật? Mình là cá mập con thật nè. Không, mình mới là cá mập con thật. Các bạn, ai mới là cá mập con thật vậy? Phải rồi, ta có thể nhìn cái đuôi. Đuôi của cá mập con màu vàng. À ha, tìm thấy cá mập con rồi. Các bạn thật là giỏi. Tí nữa là lừa được các bạn rồi. Nào bạn ơi đến chơi Halloween với cá mập con. Boom. Wow, cá mập bà, cá mập ông, cá mập con, cá mập mẹ, cá mập ba. Tìm thấy gia đình cá mập rồi. Yeah! Giỏi lắm các bạn. Ho ho, Ping Pong, các bạn, tất cả tuyệt lắm. Như ta đã hứa, ta sẽ thả gia đình cá mập ra. Nào, thưởng thức tiệc Halloween đi nào. Yahoo, thật tuyệt vời. Quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Ping Pong trên YouTube.